Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình giải đáp những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến chương trình cổ vũ ơn gọi sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 11 năm 2015 tại Học viện Dòng Tên. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những câu hỏi, thắc mắc từ quý vị khán giả. Do đó, để giải quyết những thắc mắc đó, hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay cha Anton Nguyễn Cao Thắng là ban giám đốc của Ứng Sinh Dòng Tên. Con xin chào cha. Trước hết, con xin cảm ơn cha vì cha đã dành thời gian cho chúng con thực hiện cuộc phỏng vấn này. Và không mất thêm thời gian, con xin hỏi cha câu hỏi đầu tiên của một bạn có nickname là Khao Khát Giê-xu. Thưa cha, theo con được biết, chương trình cổ vũ ơn gọi năm ngoái với chủ đề Điểm hẹn Giê-xu đã diễn ra thành công tốt đẹp. Để tiếp nối thành công của năm ngoái, năm nay, ban giám đốc Ứng Sinh Dòng Tên đã chọn thầy gọi con đi làm chủ đề cho chương trình cổ vũ ơn gọi sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 11. Vậy, con xin cha cho con biết đâu là nguồn cảm hứng để cha lấy thầy gọi con đi làm chủ đề cổ vũ ơn gọi năm nay ạ. Trước hết cha cảm ơn đã mời cha của cái phỏng vấn này. Thì cái gợi hứng từ cái chủ đề cho cái ngày cổ võ ơn gọi năm nay thì chú lấy từ gợi hứng từ từ giáo hội đó. Lấy là năm nay là năm Tân Phúc Âm Hóa, đời sống cộng đoàn giáo xứ và đời sống cộng đoàn thánh hiến. Thì từ đó thì chú ý là cái trước hết về đời sống ơn gọi, nghĩ về đời sống ơn gọi đó, Tân Phúc Âm Hóa, đời sống ơn gọi. Thì đời sống ơn gọi đây nói đến giáo xứ là ơn gọi, trước hết là ơn gọi làm người, kế đến là ơn gọi làm con Chúa, là ơn gọi Kitô hữu, và kế đến nữa là ơn gọi của đời sống thánh hiến. Thì cái chủ đề gợi hứng từ đó, tức là thầy gọi con đi, thì lấy gợi hứng từ Tân Phúc Âm Hóa, đời sống cộng đoàn giáo xứ và đời sống cộng đoàn thánh hiến. Từ đó. Dạ, con cảm ơn cha. Một câu hỏi nữa của bạn có nickname là Bước Theo Ngài. Con xin cha cho con biết là có sự liên hệ gì giữa chủ đề cổ vũ ơn gọi năm ngoái là Điểm hẹn Giê-xu và chủ đề năm nay là Thầy gọi con đi không ạ? Vì con thấy giữa chữ hẹn và chữ gọi có vẻ như có một mối liên hệ. Đúng là như thế. Nó có mối liên hệ rất là chặt chẽ. Cái ở đây chúng ta thấy năm ngoái đó là chúng ta lấy cái chủ đề Điểm hẹn Giê-xu. Thì điểm hẹn đây nói đến một cái nơi chốn. Mà cái nơi chốn đây nó là theo nghĩa rất là năng động. Nơi chốn ở đây có thể là một cái chỗ cầu nguyện, chỗ mình cầu nguyện, giống Chúa Giê-xu đó sau khi làm việc, Ngài rút lên núi, Ngài cầu nguyện, đó là một cái chỗ. Hay chỗ ở đây có thể là nhà thờ. Tôi đi nhà thờ, tôi đọc kinh, tôi đến dự tham dự thánh lễ, tôi cũng có thể nghe được Chúa nói với tôi. Chúa nói với tôi qua thánh lễ, Chúa nói với tôi qua nhiều thứ khác. Hay là cái điểm hẹn ở đây là có thể là một cái chỗ tôi làm việc. Lúc tôi làm việc tôi cũng có thể nghe được tiếng Chúa. Hay năng động hơn nữa, cái chỗ ở đây là tâm hồn của con người, tâm hồn của mình. Thì ở nơi đó, Chúa chờ mình ở đó, Giê-xu đợi mình ở đó. Thì Giê-xu có thể chỗ để mình hẹn gặp được Giê-xu, nghe Ngài nói, hay nghe lời mời gọi của Ngài. Thì làm sao chúng ta nghe được và chúng ta đáp được? Đó là cái điểm hẹn và cái lời mời gọi của Giê-xu. Cái ý nghĩa là như vậy. Dạ vâng, con cảm ơn cha. Cha cho con hỏi thêm một câu hỏi cuối cùng của một bạn Ứng Sinh. Đâu là thông điệp, là tâm tình mà ban giám đốc muốn gửi gắm tới anh em Ứng Sinh chúng con qua chủ đề Thầy gọi con đi năm nay? Thì cái ý nghĩa muốn nhắn gửi đến cũng là rất năng động. Bởi vì trong ngày sống thì chúng ta thấy Chúa vẫn luôn nói với chúng ta, Chúa luôn ngỏ lời với chúng ta. Từ khi chúc thi, khi chúng ta có thể trong giờ cầu nguyện, hay chúng ta sống, hay bất cứ lúc nào Chúa cũng có thể ngỏ lời với chúng ta. Nhưng mà lắm khi chúng ta nghe, chúng ta sợ đáp lời, chúng ta sợ đáp trả lại. Bởi vì khi chúng ta nghe và đáp lời thì chúng ta phải từ bỏ. Hay khi chúng ta nghe, chúng ta đáp lời thì chúng ta phải dấn thân. Lắm khi sợ như thế. Và vì thế trong cái tâm tình đó là làm sao trong tâm hồn của mình khát vọng một sự dấn thân. Dấn thân để đời sống Kitô hữu được trưởng thành hơn. Hay là một cái khát vọng dấn thân đời tu đó. Có nhiều bạn trẻ đó cũng có thể là trong tâm hồn mình nghe lời mời gọi của Chúa dấn thân vào đời tu, nhưng mà có nhiều thách đố quá, cảm thấy sợ, cảm thấy ngại, không dám dấn thân. Và như thế cái lời nhắn gửi là hãy mạnh dạn khi lắng nghe tiếng Chúa nói thì đáp lời. Và như thế cái chủ đề, cái nhấn mạnh chủ đề là Thầy gọi con đi.
thầy gọi con đáp lời, đơn giản là như thế. Cái điều mà ban giám đốc hay là ban tổ chức năm nay muốn nhấn mạnh đến, nhắn gửi đến cho các bạn trẻ đó là làm sao can đảm hơn trong việc nghe tiếng Chúa và đáp lời mời gọi của Chúa. À, con cảm ơn cha, con tin chắc rằng sau những lời giải đáp rất là chi tiết thì những vị khán giả sẽ phần nào hiểu được cái tâm tình mà ban giám đốc và ban tổ chức muốn gửi gắm đến. Thì thay mặt chương trình, con xin chúc cha sự bình an và được Chúa ban thêm nhiều động lực và nhiều tình yêu Chúa để đi tiếp trên con đường của cha. Rồi, cha cảm ơn. Rồi, cảm ơn.